con bà trân trọng và người giấy. Hôm nay mình sẽ đến đây trước tiên xin phép được lâm trạng có hai chỗ cũ. Rồi xin phép được kiếm chuyện mới. Thì ông bà nhận tiền của anh nhà gái rồi, đây là bà thấy không? Mời bà mời ra ngoài, mời ông bà cũng như lễ coi nhà trai. Rồi mình còn ai, còn ông bà đang lấy một cái đồng như vậy. Rồi bà con nhà gái cho bà gì cho qua luôn đi nha. Do duyên trời cho đẩy này, cho nên đôi bạn của Hằng Sái và Thăng Cẩm Như đã đến với nhau, qua tìm hiểu và cảm thấy với nhau, thương nhau và yêu nhau và được sự tác hợp của hai họ. Vì vậy hôm nay họ nhà trai của chúng tôi đến đây là xin phép cử hành để biết thân này cho chúng tôi mùa Hằng Sái. Phía hội nhà trai hôm nay đến đây xin trân trọng và thiệp những vị thương nhà trai tại ông bà tại ngôi vị. Chúng ta nhận chặt bắt tay chúc mừng. Bên nhà trai hôm nay đến đây có rất nhiều bà con, xin trân trọng giới thiệu quý vị. Rồi tụi ý đã, tụi ý rồi đây là bà là xôi, bác xôi rồi, bên kia rồi cô. Rồi ở phía ngoài có rất nhiều bà con, chú bác cậu họ dì dượng cũng như với anh em bạn bè họ nhà trai rồi đến mừng ngày để đến hôn. Rồi hai ông thông gia mình cũng đi trái nhau. Rồi mừng ngày vui đến hôn hai họ. Rồi chúng ta chung chặt bắt tay chúc mừng luôn vị. Rồi uống xong mời hai ông bắt tay chúc chặt. Hai bắt tay. Rồi bây giờ hai ông rồi cùng đi. Rồi mừng chặt bắt tay chúc mừng luôn vị. Rồi uống xong hai bà bắt tay chúc chặt. Rồi xin cảm ơn. Rồi để đến hôn cũng như để góp phần cho buổi lễ hôm nay, thêm phần trang trọng bên nhà trai chúng tôi đến đây thì có tấm hôn quà lễ để cúng bái và gia tiên của quyền và tất tổ và nhà gái. Rồi sau đó xin phép được ra mắt quý ông quý bà thân tộc tiện tiền. Rồi nhân đây tôi xin trình phần quà lễ nhà trai hôm nay đến đây xin trình cùng quý vị. Đây là phần quà chầu cao đấy, đây là phần quà trái cây nho. Rồi phần quà chúc mừng tiếp theo là trà. Rồi phần quà tiếp theo là thèm leo. Rồi phần quà tiếp theo là đồ hộp trái vải. Rồi phần quà chúc mừng tiếp theo là rượu. Rồi phần quà đùi heo. Rồi và phần quà thèm leo. Rồi tất cả là 8 mâm quà lễ. Rồi bây giờ nhà gái của mình tự trưng mình nhà gái. Chôn nhà gái ông bà Phan Tấn Đạt có nén hương kính dâng lên bàn thờ gia tiên của quyền thất tổ kính hương xã Uống Xá. Nén hương xin được kính dâng hoàng thiên hộ thổ thánh thần gia tiên, nguyện cầu đôi trẻ hiện tiền trăm năm hạnh phúc lương duyên mãn nông. Rồi phần quà chúc mừng tiếp theo là một cọng lắc vàng. Rồi phần quà chúc mừng tiếp theo là một cọng dây chuyền vàng. Rồi kính thưa quý vị, sau khi trình phần quà trang sức, rồi xin mời cô dâu bước ra để chào ra mắt bà con hai họ cũng như nhận phần quà chúc mừng của nhà trai. Nhà trai có bốn phần quà trang sức chúc mừng để làm một
dâu làm bà làm má. Rồi bây giờ mẹ chồng sẽ đeo bông tai hộp sầm cho cô dâu. Thương con mừng tặng đôi bông, cầu trời ban tặng phúc hồng trăm năm. Cầm cho cô dâu đây mừng ngày đúng không? À, mẹ mắt còn đỏ luôn. Giờ thì bên kia sẽ gặp lại kia. Thầy thương con mừng tặng đôi bông, thầy chúc người con gái lấy chồng nên duyên giữ phận chính chuyên, tam tùng hữu đức, dâu hiền khắc ghi. Chúc con có được con hiền cả ngoan, xin trai thời đại giàu sang, bằng bà xin gái hoan trang dịu dàng. Kéo mắt ra mày vậy dễ đeo rồi, mở tay. Rồi lắc vàng mừng tặng con yêu, nhân ngày lễ hội được nhiều điều may, nên duyên hạnh phúc lâu dài. Công danh sự nghiệp tương lai huy hoàng. Rồi mẹ chồng đeo đeo xong bỏ dưới hai tay bỏ dưới á, cái đôi tay làm rồi bỏ kia tay vô đây nhắm mắt rồi đó. Được mẹ chồng chúc mừng rất nhiều quà. Rồi bây giờ mẹ cảm ơn mẹ đi heo. Thì cô dâu bước tới hôn mẹ cái vui đó, dễ đeo do hức ta hức ta hôn mẹ chồng cái nói với mẹ chồng ơi còn cho thêm gì nữa không? Rồi cảm ơn ba má chồng rồi thành các bạn đến thân cô dâu lễ rồi sẽ đeo cho nhau. Rồi bây giờ cô dâu đeo tay phải tay trái rồi tay trái tay phải là cô lễ bằng cái nhặt cái gì là không ai kinh nhận. Nhà trai đưa sang kiều vàng dù che cô dâu ôi xôn xao góc sớm làng. Rồi đây nhà trai chúc mừng rất nhiều trang sức rồi cũng như là để có đi trà con dâu nha. Cô dâu hai nhà con dâu rồi chính ba má rồi mời ba má đúng đi trà mời mẹ đúng không hai con. Rồi hồi nãy có nói với má là cho gì không, má ở đây cũng là chúc mừng luôn này. Rồi kính thưa quý vị, phần quà chúc mừng ngày đính hôn của cô dâu là phần quà giải để trả cán bộ tặng cho cô dâu Mai Phục Trang. Rồi cô dâu để biểu số nhận phần quà của mẹ chồng. Dạ cháu mời bác mình đứng lên. Ông lên đây. Đây này đây. Rồi xong chuyện nhau. Đúng đi ra trà thay chị đi, có thế chứ. Rồi các con. Ở trà đi. Trà thay chị. Rồi chúc mừng. Ông Nhượng, rồi đào kẻ ông Nhượng, rồi mà ông Nhượng nói chào luôn rồi, ông Nhượng ơi, chào mấy ông chứ bằng ông Nhượng này đâu. Rồi bây giờ có một nhiều nhiệm vụ của bác bà, trang sức chúc mừng. Rồi ngắn vàng, kỳ thủ gửi trao, chúc ta hai đứa thương nhau đồng đàn. Làm ăn thì bác đặt vào xăng, tiền vào túi nước, bạc vàng đầy rương. Rồi xin cảm ơn. Rồi bây giờ tới bên đây rồi làm gì đây? Dùng trà đi à. Anh ơi anh. Chị bánh tế. Mày bên cầm này không uống, mày bấm lên đây cho mày. Bấm lên là đủ. Mày hiểu vụ không nghe, mày thuộc thế đâu. Rồi cảm ơn. Rồi khánh vàng, sớm cũ, mừng cao, chúc cha hai đứa thương nhau mặn mà. Làm ăn thì
sức lượng nhiều nhà, xe hơi điện thử Vinh Hoa chọn đời. Chị Sái này, Sái một cái kia này là cũ ơi kìm đấy. Rồi bác cũng uống nhiều trà đâu. Rồi bác cũng có cái nhận dạng chút lần đâu. Chị Sái ơi, nhìn lên máy này Sái ơi. Rồi, gặp máy luôn. Rồi, cảm ơn bác sư luôn. Cô luôn. Chị Sái nhìn lên cái nè. Rồi cô uống đi chào.
rồi cô chị té luôn. Rồi cảm ơn cô luôn. Rồi cảm ơn Mỹ luôn. Đó là ngày 21 tháng 11 âm lịch.
rồi cũng khoảng 7 giờ sáng nhé, nhà trai sẽ đến làm lễ giúp dâu. Rồi bây giờ phần quà này, rồi chiếc này chắc cũng là má luôn phải không? Rồi gửi luôn, gửi cho là má luôn bà làm nhé, cũng liên cái luôn nhé. Rồi một ngày vui. Quan, chúng ta chúc cho mối tình tham gia của hai họ sẽ mãi mãi nồng nàn thắm thiết như men rượu nồng hôm nay, bằng một tràng pháo tay thật lớn luôn vậy. Rồi hai bà luôn, hai bà cũng tụ ông này bắt tay không, bắt tay không vậy. Rồi rồi cảm ơn, rồi xin cảm ơn mọi nhà gái đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi nhà trai hoàn thành tốt đẹp buổi lễ, và xin thay mặt nhà trai hẹn gặp lại vào ngày lễ cưới, chúng ta sẽ gặp.